Xin chào các bạn, trên tay của mình là chiếc Celsin Pad Pro 12.7, một chiếc máy tính bảng có giá rất là ok, dưới 6 triệu, nhưng mà sở hữu một cái màn hình siêu to khổng lồ này, chất lượng tốt nha, 4 loa đi kèm với cả con chip Snapdragon 870, pin cũng rất trâu, hơn 10.000. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ test game trên chiếc máy này để xem là hiệu năng của nó ra sao, chơi game có ok hay không. Bắt đầu video nhé. Rồi, lại xin các bạn một phút quảng cáo này. Team chúng mình thì có một cái Shopee cộng với cả TikTok Shop chuyên bán phụ kiện điện thoại cộng với cả đồ chơi công nghệ nha. Bao giá rẻ nhất Việt Nam luôn. Và riêng với cái Shopee ấy, chúng mình có bán thêm cả điện thoại nữa, full bảo hành vàng của Mobile City. Và đó, trên Shopee thì rất nhiều mã giảm giá. Các bạn mua gì nhớ tranh thủ nhá. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ test với cả hai tựa game Liên Quân Mobile cộng với cả Genshin Impact. Bắt đầu với cả Liên Quân Mobile trước nha. Hiện tại thì máy đang còn 84% pin, mình chơi bằng kết nối Wi-Fi. Độ sáng thì mình sẽ để khoảng loanh quanh 50%. Cái background này của mình thì hơi tèo một chút, tại vì em này quá to các bạn nhá. Mình phải đổi background một chút thì mới quay được. Về data của game thì mình đã tải full rồi đây. Và tất nhiên là đồ họa thì mình sẽ để mức cao nhất rồi. Extreme này, kéo mọi thứ lên hết có thể luôn. 4 loa của em này thực sự rất ok luôn. To dã man. Thực sự cầm em này quá phê luôn. Trời ơi. Cầm em này chơi game thì các bạn xác định tì tay lên bàn nhá, chứ còn cầm không thì siêu mỏi luôn. Cái viền màn hình của em này thậm chí nó còn mỏng hơn cả iPad các bạn nhá, nên là nhìn phê hơn. Úi giời. Một tí hơi chậm nhưng mà cũng ăn được rồi. I'm coming. Chạy đi bạn ơi. Úi giời ơi. Đừng sợ, tôi đây, đừng lại sợ. Tôi đây. Úi giời ơi. Ra đây nào. Come here. Thôi sang. Thực sự là trải nghiệm chơi game không gì để mà chê cả. Quá phê luôn. Kìa, ngon. Chơi nó đi, sợ gì bạn ơi. Ui thôi sao. Chạy này. Anh em thấy mình support tốt không? Đấy, bình tĩnh. Chạy này, ôi kìa, hột kìa. Chạy làm sao được bạn ơi. À thì hay phết nhỉ. Ok đấy. Ôi, gần hẹo. Nãy giờ thì FPS thẳng tắp thôi, chưa có bất kỳ hiện tượng nào giật lag cả. Nói chung 870 thì chơi Liên Quân vài năm tới không phải nghĩ. Lại còn trên một chiếc máy tính bảng thì còn mạnh hơn cả điện thoại các bạn nhá. Nói chung là cầm em này hơi to thôi. Nếu mà các bạn gắn bàn phím các thứ vào chơi chắc sướng ấy. Chơi nó bạn ơi. Ê, bạn đi về thế. Chơi đi về thế bạn ơi. Vào đây chơi với tôi bạn ơi. Úi trời, một bạn chết. Chơi nó. Chạy đi đâu bạn ơi. Double kill luôn. Anh em thấy support tốt không? Lòng hoàng này. Ui đồng thế. Thôi em chịu. Em là em té. Ok. Khoảng 13 phút rưỡi này. Máy tôi xuống còn 79% pin. Đây, vẫn đo nhiệt độ cơ thể hơn 36 nhá. Máy này tổng thể khá là mát. Phía dưới này thì nó cũng khoảng 43 đấy. Nhưng mà vì tay của mình không chạm vào nên là không cảm nhận được. Tầm khoảng 43-44. Nhưng mà sẽ chỉ tập trung những cái vùng nhỏ thôi. Trên này thì khoảng 40 này. 3 điểm phía mặt lưng nhá. Mặt lưng thì chỉ ở phía trên thôi. Nó cũng khoảng 43-44. Còn đây sẽ là FPS. Đoạn cuối là khi chiến thắng các thứ không tính nha. Chứ còn trước đó thì gần như thẳng tắp 60 luôn. Có một lần duy nhất tụt xuống 54. Nhưng mà không cảm nhận được. Trung bình được 60,6 FPS luôn, dã man. Ok, giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ hai. Tắt Liên Quân đi này. Đến với cả Genshin Impact. Vẫn đang 78% pin nha.
17 phút này. Với Snapdragon 870 thì mình nghĩ là các bạn nên chơi đồ họa trung bình thôi nhá. Mình cứ thử xem sao, nếu mà ngon quá thì cũng thử max setting, biết đâu bất ngờ nhỉ. 60fps và mình sẽ tắt cái motion blur đi, được chưa? Đấy các bạn, loa này thực sự quá phê luôn, tổ dã man. Các bạn chỉ để khoảng 30-40% là ok rồi. Này, chơi trung bình trên máy tính bảng, hình ảnh có vẻ hơi rỗ nhỉ. Vì màn hình to quá mà, nó rỗ hơn so với cả iPhone, mình cảm thấy thế. Chắc là chơi max setting sẽ đẹp hơn nhưng mà hiệu năng chắc không đủ gánh. Cho cái ulti. Đấy, các bạn thấy hơi giật à? Sẽ thử vào cận chiến xem nào. Ui giật. Có cảm nhận được giật nha. Cái con bò húc khó chịu ghê. Ui nó giật này. Nói chung là 870 bây giờ quẩy Genshin trung bình thì cũng đuối rồi ấy. Gọi chơi được thôi chứ không phải tốt. Nhưng mà rất may, như mình nói, máy tính bảng quá to nên là các bạn cầm ấy nó sẽ không bị vào khu vực nóng đâu. Ui dồi, nó lag. Cái bình tĩnh các bạn ơi. Ui dồi lag. Bình tĩnh nào. Rồi, trở lại. Ui nó giật này. Ui nó giật, ui. Chết luôn tướng của mình rồi. Ê, anh em bình tĩnh. Giật quá, giật quá. Này chắc sang Sumiru có mà vỡ mồm. Ôi, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Ôi, bình tĩnh. Anh em căng quá nhỉ. Ui, nó giật. Mày không ổn lắm nha. Ê à, tôi bị ăn đánh. Ôi từ từ, bình tĩnh bạn ơi. Này, cứ bắn mình từ xa bực cho mình. Thôi sao, xem tướng nữa rồi. Con này đánh đau nhưng mà hơi chậm, hơi ủy ạch. Giờ mình sẽ thử chuyển sang map khác xem là có hết không. Nếu mà không hết chắc là phải chuyển xuống đồ họa thấp hơn. Khi dịch chuyển thì FPS nó sẽ bị tụt nha. Có vẻ như là vẫn thế, FPS không được cải thiện đâu. Vậy thì mình sẽ phải thử hạ xuống đồ họa thấp hơn rồi. Đây, thì mình sẽ thử mức low nha, thấp. Rồi, hình ảnh rỗn hẳn luôn. Đây, mình sẽ thoát hẳn game ra này để cho nó áp dụng cái mức setting thấp hơn. Đấy, nói chung là FPS có tụt nhưng mình nghĩ chơi này là ok rồi. Cũng chưa phải xuống mức cực thấp, trừ khi chơi quá lâu nhỉ. Ê, bình tĩnh bạn. Đúng thế nhỉ. Đâu đấy. Ấy trâu thế nhỉ.
Ok, mình sẽ kết thúc bài test ở đây nha. Sau 20 phút này, máy tụt xuống còn 71% pin. Rồi, phía mặt trước của máy này vẫn thế thôi. Nó nóng chủ yếu một số khu vực nhỏ lên khoảng 47 độ C các bạn nha. Nhưng mà sẽ chỉ là ba cái vùng nhỏ thôi. Bên này thì thấp hơn một chút, tầm khoảng 44-45. Phía trên 44. Phía mặt sau này, ui dồi, 49 độ C. Công nhận là khi chạm tay vào đây thì nóng thật. Nhưng mà đó, khi chơi thì các bạn sẽ không bị chạm vào nha. Đây sẽ là biểu đồ FPS khi mình chơi trung bình này. Bị tụt xuống khá là sâu, thậm chí 28 FPS và có cảm thấy khó chịu. Trung bình sẽ chỉ được 49,3 FPS thôi. Và khi đó mình đã phải hạ đồ họa xuống mức cực thấp nha. Thì có cải thiện được một chút, đây. Nhưng mà khi combat thì tất nhiên vẫn tụt xuống thậm chí 23 này. Không nhiều đâu, nhưng mà có tụt 32. Thường xuyên ở mức 4x, thi thoảng xuống 3x. Trung bình sẽ được 52,1 FPS. Ok, vừa xong thì mình đã test game trên chiếc Celsin Pad Pro 12.7 inch sở hữu con chip Snapdragon 870. Nói chung là với chiếc máy này thì các bạn chơi Genshin đồ họa rất thấp thôi nha. Hoặc là chơi game tầm trung, chứ còn chơi game nặng thì nó sẽ hơi đuối một chút. Nhưng mà không thể phủ nhận, màn hình của máy thực sự rất là phê. 12.7 inch siêu to khổng lồ này. 4 loa chất lượng rất là hay, pin trâu 10.000 cơ mà. Vậy thì các bạn thấy sao về chiếc máy này? Trong tầm giá lên quanh khoảng dưới 6 triệu ấy thì có đáng mua hay không? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Link mua mức giá rẻ nhất của nó tại Mobile City mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận game của video. Là xin chào, bye bye.